hôm đó là đêm Giáng sinh, thời tiết vô cùng lạnh giá, nhất là khi màn đêm đang dần buông xuống trên các con phố. Mọi người nô nức đổ về những trung tâm thương mại sầm uất, náo nhiệt để vui chơi, mua sắm. Họ khoác trên mình những chiếc áo tuyệt đẹp, những chiếc khăn ấm áp. Ai ai cũng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và mong chờ một năm mới với những điều tốt đẹp nhất. Xuân qua đến thu trôi nhanh hay chẳng còn, giờ mùa đông yêu thương được cuộn tròn trong tâm tràn ấm thơm hương gia đình. Tuyết đã rơi khắp muôn nơi trắng chân trời, qua năm cũ với bao yêu tư bận rộn, dù ngổn ngang thêm trăm điều lộn xộn, tim hát lên tiếng ca vui âm thầm đón tiếp năm mới đến thăm lòng danh vọng. Trắng bắt đầu rơi, trời đang ngày một lạnh hơn. Trên đường lúc này không ai để ý tới một cô bé bán diêm nhỏ bé. Cô bé đi chân không, mặc chiếc áo mỏng manh, tay xách chiếc giỏ với những hộp diêm chưa bán hết đang lặng lẽ bước đi. Nhìn khung cảnh rực rỡ ấm áp trước mắt, cô bé cũng mong ước mình có bố mẹ để đưa đi chơi, được mặc quần áo ấm và có những món quà thật đẹp. Cô lặng lẽ nép mình vào những ô cửa kính sáng bóng, tránh những đợt gió tuyết ngoài kia. Mộng ước cháy sáng giống như bao ngọn lửa trói lấp lánh, điều ước cứ mãi lên lên theo từng ánh diêm sáng bừng. Mọi thứ trước mắt mãi không trôi thì thật tốt biết mấy, phút tất biến mất khát khao yên lành giấc mơ tan tành. Xa những đêm khuya một mình trước gió rét, quần áo mũ dép ấm bên lửa than vẫn đang cháy hồng. Mọi thứ trước mắt mãi không trôi thì thật tốt biết mấy, phút tất biến mất khát khao yên lành giấc mơ tan tành. Tiệc đã sắp xếp món ngon chào mời bạn hãy chen hết, thịt nước nước mũi cứ thế thèm lưng muốn ăn không dừng. Mọi thứ trước mắt mãi không trôi thì thật tốt biết mấy, phút tất biến mất khát khao yên lành giấc mơ tan tành. Xin thông báo đã sắp đến giờ đóng cửa. Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn chúng tôi. Chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Giữa muôn vàn trùng sa trên trời cao, giữa muôn ngàn hào quang muôn vì sao, rộn ràng nhịp chuông ngân hòa cùng bác khúc hát, người người đều hân hoan vui đón ông Noel. Giữa muôn vàn trùng sa trên trời cao, giữa muôn vàng hào quang muôn vì sao, mang tiếng cười che thơ xuống nơi đây nào. Ngồi tựa vào anh đây và rồi em sẽ thấy điều kỳ diệu trên mây sẽ đến trong đêm nay. Giữa muôn vàng trùng sa trên trời cao, giữa muôn vàng hào quang muôn vì sao, mang tiếng cười che thơ xuống nơi đây nào. Đêm tối khi màn đêm ngủ vui, ông sẽ đến đem quà cho mọi người. Em nép bên mình anh đừng sợ sệt vì ông ấy luôn luôn vui cười. Giữa muôn vàng trùng sa trên trời cao, giữa muôn vàng hào quang muôn vì sao, mang tiếng cười che thơ xuống nơi đây nào. Nghe tin ông già Noel cùng các chú tuần lộc đã đến, các bạn nhỏ vui mừng, hạnh phúc chạy ùa ra và xếp hàng nhận quà. Và cũng giống như bao bạn nhỏ khác, cô bé bán diêm háo hức mong có thể nhanh chóng cầm trên tay món quà của riêng mình.
Thế nhưng, đôi tay gầy guộc vừa chạm vào gói quà được bọc gói đẹp đẽ thì cũng là lúc cô bé ngã khuỵu xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo kia. Ôi bạn ơi, bạn tỉnh lại đi, bạn làm sao thế? Chắc vì bạn ấy lạnh quá, áo của bạn ấy mỏng như thế này cơ mà. Để mình cho bạn ấy mượn áo. Vậy mình sẽ cho bạn ấy mượn mũ. Sao bạn ấy vẫn chưa tỉnh lại nhở? Sao bạn ấy vẫn chưa tỉnh lại? Làm thế nào bây giờ? Ông già Noel hãy cứu bạn ấy đi. Ta chỉ thực hiện cho mỗi bạn một điều ước thôi. Và ai ở đây cũng có món quà như điều ước của mình rồi. Ông già Noel ơi, vậy cháu có thể đổi món quà này để lấy một điều ước được không ạ? Điều ước của cháu là gì? Cháu ước bạn ấy tỉnh dậy. Cháu cũng muốn. Cháu cũng đổi món quà này để mong bạn ấy có thể tỉnh dậy và vui chơi cùng chúng cháu. Nhưng nếu thế, các cháu sẽ không có món quà Giáng sinh như lúc đầu nữa đâu. Chỉ có điều ước từ trái tim chân thành mới có thể trở thành hiện thực thôi. Các cháu có muốn đổi nữa không? Dạ, có. Vậy là các bạn nhỏ đã quyết định đổi phần quà của mình để cùng có được điều ước mới. Và đúng như lời ông già Noel nói, chỉ có điều ước được xuất phát từ trái tim chân thành mới có thể trở thành hiện thực. Giáng sinh của cô bé bán diêm đã trở thành hiện thực. Vậy, điều ước của bạn là gì? Trái tim ngập niềm tin mới chân thành. Có khó khăn thì sẽ chia nó hết.